Chào quý anh chị, Linh đang đứng tại con đường 537 của xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt quý anh chị đây, trên con đường bê tông này là một sản phẩm đất thổ vườn với chiều ngang của nó là 74m và hậu của nó là 59m nha quý anh chị. Trong đó có một phần đất là thổ cư và miếng đất này nằm trên con đường bê tông hiện hữu là khoảng 4m và lòng đường của nó hiện tại khoảng tầm 8m với điện ba pha tới đất. Vị trí này quý anh chị có thể mua để xây dựng nhà vườn, làm nhà kho, nhà xưởng rất là phù hợp. Từ đây quý anh chị đi ngược về ở phía sau của chúng ta khoảng tầm 1 km là quý anh chị đi ra Phạm Văn Cuội và đi về hướng trước mặt của chúng ta khoảng tầm 3 km là quý anh chị ra tuyến đường Nguyễn Thị Ranh. Phía trước mặt quý anh chị đây là đi ra Phạm Văn Cuội nhé quý anh chị. Về hạ tầng của khu vực này thì quý anh chị thấy là dân cư ở rất là nhiều nè, người ta họ trồng cây xanh cây hoa rất là nhiều và dân cư hiện nay quý anh chị có thể thấy là nhà ở khu vực này cũng khá là đông. Và điện là điện ba pha quý anh chị. Đất của chúng ta thì nằm ở ngay phía trước quý anh chị đây ha. Trên đất là nó từ ở cái vị trí đây nè. Vị trí đây có hàng rào hết nhé quý anh chị, xung quanh đây có hàng rào hết ha. Đường là bê tông hiện hữu hết, đất của chúng ta hiện trạng là bằng phẳng quý anh chị. Ở phía sau lưng của chúng ta ha, phía sau lưng của chúng ta đó là có một cái bờ kinh thủy lợi ở phía sau, ngay phía sau quý anh chị có bờ kinh thủy lợi. Đây ở vị trí này quý anh chị có thể làm nhà vườn rất là thuận lợi, có nguồn nước sẵn luôn. Còn đường này hiện nay là xe tải chúng ta có thể chạy được. Điện ba pha kéo xuống trước nhà. Ranh đất của chúng ta thì dọc theo lề đường đây và dọc theo miếng này đã có lưới B40 hết rồi quý, lưới kẽm gai quý anh chị, cắm cọc bê tông và kẽm gai hết. Hiện trạng đất của chúng ta là vuông vức. Từ đây quý anh chị đi về Hóc Môn, đi về Hóc Môn ngã tư Tân Quy nó khoảng tầm 13 km. Đi về hướng này quý anh chị, đi khoảng tầm 3 km là đi ra tỉnh lộ 15 ha. Về hướng này, xung quanh đây tiện ích trường cấp 1, cấp 2 thì nó cũng khá là gần, khoảng tầm 3 km đổ lại. Trong cái bán kính ở khu vực này là chúng ta đi ra được trường học và chợ ở trung tâm ủy ban thì nó khoảng tầm bán kính khoảng 2,5 tới 3 km trở lại nha quý anh chị. Ai nhà ở đây quý anh chị có thể thấy là dân cư quanh đây người ta họ xây dựng nhà vườn rất là nhiều nè. Đó, hồi nãy giờ chúng ta đi qua lại khu vực này, cái nhà người ta họ xây nhà vườn rất là nhiều. Quý anh chị có thể là cùng Linh xem lại hiện trạng đất, Linh sẽ chia sẻ thêm thông tin tổng quan cái khu vực này qua một số hình ảnh flycam cho quý anh chị xem ha. Và giá hiện nay chủ đang gửi bán cho Linh nó khoảng tầm 15,2 tỷ, tức là khoảng tầm 3,7 triệu một mét vuông quý anh chị. Và giá này hiện nay là quý anh chị mua có thể sẽ thương lượng được giá tốt hơn nhé quý anh chị, tùy vào cái thiện chí của mình thôi. Và giá hiện nay đang bán là 15,2 tỷ, có thương lượng. Quý anh chị nào quan tâm sản phẩm này thì cứ gọi qua cho Linh, Linh sẽ hỗ trợ thêm cho quý anh chị thông tin về sản phẩm này. Một sản phẩm với 4.125m đất cây lâu năm cộng với lại đất ở, đất thổ vườn, quý anh chị có thể xây dựng được nhà vườn, có thể là mua phân lô hoặc là làm kho xưởng, kho bãi, xây dựng biệt thự ở khu vực này rất là thuận lợi. Phía trước là đường và phía sau của chúng ta có kinh thủy lợi đi ngang qua. Đất của chúng ta trừ hết tất cả lộ giới, trừ hết tất cả đường giao thông thủy lợi ở phía sau đó, thì còn trên sổ là 4.125m nhé quý anh chị. Rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.